Sáng nay ngày 23 tháng 5, cùng với cả nước, đông đảo cử tri thành phố Hồ Chí Minh chính thức cầm trên tay lá phiếu, bầu chọn người đủ đức, đủ tài, đại diện cho mình ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở trung ương và địa phương. Những ngày qua, không khí của ngày hội non sông đã tràn ngập khắp các ngã đường, đặc biệt tại 3.092 điểm bầu cử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cờ hoa rợp bóng, mọi công tác đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những lá phiếu đầu tiên của cử tri. Từ sáng sớm ngày 23 tháng 5, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt cùng với bà con cử tri tại các điểm bầu cử dự lễ khai mạc bầu cử diễn ra lúc 7 giờ và cùng bỏ những lá phiếu đầu tiên. Tại huyện Củ Chi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đã có mặt từ sớm tại khu vực bỏ phiếu 41, đơn vị bầu cử số 10, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để dự lễ khai mạc và là người bỏ phiếu đầu tiên. Tại đây, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cũng là một trong những người đầu tiên bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Củ Chi rất là vinh dự, tự hào được Chủ tịch nước về đây ứng cử. Và hôm nay là dự khai mạc rồi bỏ phiếu bầu cử tại đây luôn. Đó là một cái vinh hạnh của Chi. Thì chúng tôi chỉ có cái mong ước là mong muốn rồi những cái gửi gắm là các đại biểu sau khi trúng cử rồi đó nên về để mà lắng nghe ý kiến của người dân, những tâm tư nguyện vọng của cử tri để cùng với địa phương giải quyết những cái bức xúc trong cuộc sống của bà con. Tại quận 10, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh dự khai mạc bầu cử và bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 94 tại trường mầm non phường 15. Tại quận 3, tham dự khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 34 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 3 có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thành Phong bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 59 tại trường tiểu học Lương Thế Vinh 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức. Hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2021, ngày hội non sông, ngày diễn ra một cái sự kiện trọng đại của đất nước, ngày mà nhân dân cả nước cầm lá phiếu của mình để bầu chọn những người tiêu biểu, có đức, có tài vào cơ quan lãnh đạo nhà nước cao nhất, đó là Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thì tôi mong rằng là nhân dân cả nước cũng như là người dân thành phố đi bầu sớm, bầu đúng, bầu đủ, thực hiện tốt cái quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Và tôi cũng đề nghị người dân thành phố chấp hành nghiêm các cái quy định về công tác phòng chống dịch COVID theo các phương án đã đề ra. Điều đó cũng góp phần rất lớn vào cái thành công của cuộc bầu cử lần này. Tại huyện Hóc Môn, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hồ Chí Minh dự khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1 tại thị trấn Hóc Môn. Tiếp đó, đồng chí tới bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 65 tại trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, phường 12, quận 3. Ghi nhận tại các địa điểm bỏ phiếu, công tác tiến hành bầu cử diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc, an ninh được đảm bảo. Trong khu vực bầu cử, đều có lực lượng túc trực hướng dẫn cử tri các bước bầu cử đúng và đủ. Cử tri đến bầu cử đều được yêu cầu thực hiện nguyên tắc phòng chống dịch. Mình cũng thực hiện theo công tác phòng chống dịch COVID là cử tri tới thì mình sát khuẩn tay cho cử tri rồi, xong hướng dẫn cử tri khoảng cách 1 mét. Bầu cử xong rồi mình hướng dẫn cử tri quay lại để sát khuẩn lần nữa. Đối với cử tri lớn tuổi, người cách ly tại nhà không có điều kiện đến nơi bỏ phiếu, tổ bầu cử cử lực lượng đến tận nhà làm công tác bầu cử, giúp đỡ cử tri để việc bỏ phiếu thuận tiện hơn. Năm nay thì nó khác biệt hơn mỗi năm là do cái tình hình dịch COVID-19. Cho nên rồi chúng tôi cũng đã có cái phương án mới là chia cái giờ đi bỏ phiếu ra cho ở từng tổ dân phố chung cư. Tham gia bầu cử còn có những cử tri trẻ tuổi, lần đầu tiên tham gia bầu cử,
Các bạn đã chủ động tham khảo hoạt động của các ứng cử viên trong những năm trước trên các phương tiện báo đài chính thống và xem kỹ các chương trình hành động để chọn ra người xứng đáng nhất. Ngày hôm nay là lần đầu tiên em được đi bầu cử thể hiện quyền công dân của mình, thì em cảm thấy khá là run. Nhưng mà thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như là đến đây được sự hướng dẫn nhiệt tình của các cô chú thì em cảm thấy tự tin hơn. Và em mong là ngày hôm nay em có thể chọn ra được đại biểu ưu tú và xứng đáng nhất để thể hiện quyền làm chủ cũng như là ý chí của nhân dân. Dạ, thì đây là lần đầu tiên mà em tham gia bầu cử. Thì nói chung là cảm xúc cũng rất là háo hức, mong chờ cái ngày này. Giờ nguyện vọng của em thì mong các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện cái chương trình hành động của mình, góp phần thúc đẩy cho huyện Củ Chi ngày càng phát triển hơn nữa. Kỳ bầu cử này diễn ra trong điều kiện khác biệt so với tất cả các kỳ bầu cử trước đây, đó là tình hình COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Để có được ngày bầu cử an toàn, vẹn nguyên ý nghĩa là sự nỗ lực bền bỉ thầm lặng của rất nhiều cán bộ, sự đồng lòng ủng hộ của đông đảo người dân. Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 5,58 triệu cử tri bầu cử tại 3.092 khu vực bỏ phiếu. Trong ngày 23 tháng 5, cử tri thành phố Hồ Chí Minh sẽ bỏ phiếu chọn ra 30 đại biểu Quốc hội từ 50 người ứng cử và bầu ra 95 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ 158 ứng cử viên. Nhiệm kỳ này, thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, Hội đồng Nhân dân phường. Với Hội đồng Nhân dân thành phố Thủ Đức, từ 67 ứng cử viên, cử tri sẽ bầu ra 40 đại biểu. Tại 5 huyện, có 284 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện để bầu ra 170 đại biểu và 3.043 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn để bầu ra 1.838 đại biểu.